Xin chào cô chú anh chị mình. Hôm nay kênh đầu đi Nhật Biên Hòa em sẽ review cho cô chú anh chị mình một con bếp ga Osaka. Osaka này của Paloma nha. Đây là Paloma. Con này là Paloma 360. Mặt men phun chức năng. Con này là phun chức năng nha, màu trắng rất là đẹp. Đây, ngoại hình của nó này, có bán chị mình nha. Còn trắng tinh, không cắn mốp, không chày xước. Hàng rất là đẹp, cực lớn luôn nè. Nó có vết chày nhẹ đây nha cô chú anh chị mình. Này, cái góc đấy, nó lem mấy cái quẹt cái nhựa nhẹ nè, còn rất là lướt luôn. Đây, mặt của nó này trắng tinh, rất là mới nha. Thêm một tiết độ còn rất là ok. Bên trong nó là cực lướt nha cô chú chị mình nha, như mới vậy đó. Qua mới luôn ha. Hàng cực lớn, đời rất là cao cho cô chú chị mình. Là lò nướng của nó nha. Lò nướng nó này rất là đẹp. Đây, để mình cho mình xem gần nè, quá lớn luôn, hình như là giống như mới. Sau đó thì em sẽ bắt lửa test bếp cho cô chú chị mình xem. Tiếp đó thì để là rất là ok nha mọi người. Con này là nướng hai tầng lửa nha. Này, khu chức năng là nó là nướng nó tới hai tầng lửa. Con bếp này là rất là ok luôn đó, cực lướt luôn. Sau đó thì em sẽ test cái chức năng hẹn giờ của con lò nướng cho cô chú anh chị mình xem. Và trong lúc mình chờ nó hẹn giờ thì em sẽ thổi tắt con bếp bên này. Con bếp ga nội địa Nhật khi nào mà gió thổi tắt lửa thì nó sẽ tự động khóa ga an toàn, chống cháy nổ trong lúc tầm khoảng 10 giây nó đã tự động ngắt ga. Nó tự động ngắt ga đó mọi người. Này, rất là ok đúng không, rất là an toàn. Lò nướng nó đã hết thời gian 2 giờ nè. Rất còn rất là ok luôn. Tiếp đó thì em 2 giờ tới con bếp bên này nha. Tết hẹn giờ con bếp bên trái nha.
và em sợ thổi lửa cái lò nướng này. Đấy, làm tắt lò nướng. Cái lò nướng nó rất là khó tắt nha mọi người. Đó, lò nướng nó đã tắt này, nó đã khóa ga rồi đấy. Nó kêu tiếng báo chuông nó là khóa ga rồi nè. À. À. Rồi, chế độ lò nướng rất là ok. Và xin giới thiệu con bếp này, nó còn ngoài chức năng hẹn giờ ba bếp, nó còn thêm có mấy chức năng phụ nữa này nha. Đây, con bếp bên trái nó đã hết thời gian hẹn giờ rồi nha. Con riêng con bếp này nó còn có chức năng này, như ví dụ số 3 đây, mình bấm vô cái chế độ này nó sẽ chớp nháy. Đây, khi nào bấm giữ, bấm giữ khi nào đèn nó nổ lên, nó sáng hẳn lên thì có nghĩa là cái chức năng này nó để dùng để tăng nhiệt độ nha mọi người. Nó tăng nhiệt độ lên, nó giữ cho nhiệt độ những cái mình chiên xào nấu rang mấy cái món cứng món gì nó lâu á, cần nhiệt độ giữ lớn lửa thì nó sẽ phải vô cái nút này. Ngoài ra nó còn có chế độ này 1.6, 1.8, 200 độ C nữa, đó tùy theo mình chỉnh nhiệt độ của bếp nha, để mình xài nha. À, sau đó thì em sẽ hẹn giờ con bếp bên này. Và em sẽ làm tắt bếp con bếp bên này. Cái bếp ga nồi điện Nhật nói chung con nào nó cũng tự động khóa ga khi gió thổi tắt bếp. Trong lúc mình tắt bếp tầm nói tầm khoảng mấy giây, 5 đến 10 giây thì cái đèn này nó sẽ tắt và tiếng kèn nó sẽ báo lên nha mọi người. Bếp full chức năng thì nó nhanh hơn bếp thường mấy giây. Này, rất là an toàn, chống cháy nổ rất là cực. Ok nha, chức năng nó vẫn còn hoạt động tốt. Ngoài ra bếp ga nồi điện Nhật nó còn có hai con cảm biến giữa này. Cảm biến này là có nghĩa là nó dùng để con bếp này nó đã hết thời gian hẹn giờ rồi nha. Mấy em hẹn giờ bếp này cho cô chú chị mình xem nè. Cái con cảm biến chính giữa có nhiều người không có biết tới là con cảm biến này có nghĩa là nó dùng để cảm biến những cái khi mà nấu nướng hay là mình quên tắt bếp thì có nghĩa là nó cạn nồi cạn nước tới nhiệt độ nó nóng là nó sẽ tự động tắt lửa khóa ga luôn nha mọi người. Em sẽ tắt lửa bếp bên này, tất cả các chức năng coi thấy nó hoạt động à. Rồi nó đã khóa ga rồi nha, rất là an toàn luôn. Rồi con bên kia cũng hẹn giờ cũng đã xong. Đấy, hẹn giờ đã xong hết rồi nha. Nói chung là test thì do có thôi. Tôi chú chị những người mình chưa xài tới bếp ga nồi điện Nhật. Chứ riêng bếp ga nồi điện Nhật mà nó đó trục trặc thì lửa nó không có lên rồi nha mọi người. Và em cũng xin giới thiệu thêm, đó là cái phần test bếp và còn nồi ngoại thất của nó. Em này còn rất là lướt, đời rất là cao. Em sẽ cho mọi người xem cái đời của nó nha. Đời của nó là nằm ở trên tem nha. Này. Nó là mã
số là BA360, sản xuất tháng 2 năm 2019. Con bếp này còn rất là đẹp, hàng rất là lướt luôn. Thì con bếp này em sẽ báo giá là bán với cái giá là 4.700.000 nha mọi người. Và em cũng xin giới thiệu thêm là riêng bếp ga nội địa Nhật em sẽ bảo hành cho cô chú anh chị mình là bảo hành trên 1 năm trên toàn quốc. Và kết thúc video thì em cũng xin giới thiệu những cửa hàng của em là nằm ở đường Thân Nhân Trung, tổ 18, khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cửa hàng em bán nói chung là tất cả các món hàng nội địa Nhật. Rồi, kết thúc video. Xin chào cô chú anh chị mình. Hẹn cô chú anh chị mình video lần sau.